Xin chào các bạn, hôm nay đã đến với kênh của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload chương trình từ BBC bằng phần mềm CL Photo V14. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái project mới. Và tiếp theo các bạn mở Open thì các bước thì như cái video của mình nha các bạn, và mình sẽ upload vào cái project mình vừa mới tạo nha các bạn. Ở đây mình xác định cách kiểu kết nối là qua internet. Thì PVC của mình thì đang kết nối với PVC qua cổng LAN nha các bạn. Thì bây giờ mình upload chương trình. Và khi mình upload thì xuất hiện hai lỗi nha các bạn. Mình bấm vào dấu hỏi để mình kiểm tra lỗi nha các bạn. Khi các bạn bấm vào thì sẽ có một cái bảng tài liệu hiện lên và các bạn đọc và làm theo hướng dẫn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử cách khác nha. Bây giờ mình sẽ tạo một liên kết đây, là mình sẽ kiểm tra kết nối nha các bạn. Đã kết nối ok nha các bạn. Thì đây mình sẽ kiểm tra được chương trình của mình sẽ viết từ phiên bản bao nhiêu của TA Photo nha các bạn. Thì theo nguyên lý các bạn đổ bằng V bao nhiêu hay các bạn đọc bằng V bấy nhiêu nha các bạn. Ví dụ các bạn đổ bằng V12 thì các bạn phải up bằng TA Photo V12. Đúng phiên bản nha các bạn. Ở đây mình sẽ tạo một cái CPU.
bây giờ có gì. Và khi mình kết nối phần mềm thì sẽ tự động xác định model nha các bạn. Hiện tại thì mình đang online nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ upload chương trình từ BC lên PC của mình nhé. Các bạn click vào nha. À, tiến hành upload. Và như vậy mình đã upload thành công rồi nha các bạn. Thì các bạn xem thì hãy nhớ đăng ký kênh mình và share cho nhiều bạn biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.